Khi mang thai, em bé nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết từ bạn. Vì vậy, cơ thể bạn cần nhiều vitamin và khoáng chất hơn bình thường. Hãy cùng tham khảo những vitamin quan trọng mà mẹ bầu nên bổ sung sau đây nhé. 1. Vitamin A. Vitamin A là một chất dinh dưỡng rất cần thiết cho rất nhiều khía cạnh phát triển của bé. Loại vitamin này giúp ích rất nhiều cho sự tăng trưởng và phát triển của các tế bào, xương, da, mắt, đặc biệt cần thiết cho khả năng nhìn vào ban đêm, răng và hệ miễn dịch. Quá ít vitamin A trong khẩu phần ăn uống của người mẹ có thể dẫn đến sinh non, khiến cho em bé tăng trưởng chậm, gây ra các vấn đề rối loạn da và tổn thương mắt ở bé. 2. Vitamin B1. Vitamin B1 rất cần thiết để chuyển đổi tinh bột thành năng lượng, đảm nhiệm việc điều tiết lượng cung cấp tinh bột cho bé, tham gia vào quá trình sản xuất hồng cầu, ngoài ra còn hỗ trợ để hệ thần kinh hoạt động bình thường. Vitamin B1 cũng giúp bạn ăn ngon miệng hơn, điều này rất quan trọng trong giai đoạn cố gắng để giữ một chế độ ăn uống hợp lý và lành mạnh cho cả bạn và em bé. 3. Vitamin B2. Vitamin B2 giúp giải phóng năng lượng từ chất béo, protein, chất đạm và tinh bột. Loại vitamin này cũng góp phần ổn định sự thèm ăn, giúp bạn và bé có làn da và đôi mắt khỏe mạnh. Đồng thời, vitamin B cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của não thai nhi, vậy nên bạn cần đảm bảo cung cấp ổn định vitamin B2 trong 3 tháng cuối của quá trình mang thai. Thiếu hụt vitamin B2 có thể khiến cho thai nhi bị xương yếu, gây thiếu máu, chức năng tiêu hóa kém, hệ thống miễn dịch bị ức chế đối và còn gây ra hiện tượng chén ăn và lở miệng ở người mẹ. 4. Vitamin B3. Vitamin B3 không chỉ tham gia giải phóng năng lượng cần thiết từ các thực phẩm bạn ăn vào mà còn là một nhân tố quan trọng thúc đẩy lưu thông máu, từ đó lưu chuyển các chất dinh dưỡng đến nuôi dưỡng bé. 5. Vitamin B6. Vitamin B6 giúp cơ thể sử dụng protein để xây dựng các mô tế bào, đặc biệt khi có rất nhiều mô cần phải hình thành trong quá trình thai nhi dần lớn trong bụng mẹ. Loại vitamin này cũng giúp tạo nên bạch cầu và hồng cầu cho mẹ và bé. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng vitamin B6 có khả năng giúp làm giảm các triệu chứng ốm nghén và giảm rối loạn da gây ra do thay đổi hormone lúc mang thai. Thiếu vitamin B6 có thể gây ra vấn đề về da ở trẻ sơ sinh. 6. Vitamin B7. Vitamin B7 tham gia vào quá trình sản xuất axit amin và giúp cơ thể bạn tiêu hóa chất béo, tinh bột và protein. Quá trình phân chia tế bào để phát triển phôi thai rất cần vitamin B7 để việc sao chép DNA có thể diễn ra thuận lợi. Thiếu loại vitamin này có thể làm trầm trọng nhiều triệu chứng khi mang thai, chẳng hạn như mệt mỏi, buồn nôn, các vấn đề về da và đau cơ. Ngoài ra, thiếu vitamin B7 cũng có thể gây ra rụng tóc, một hiện tượng thường gặp khi mang thai. 7. Vitamin B12. Vitamin B12 rất quan trọng đối với sự hình thành của các vật chất di truyền, hồng cầu và giữ vai trò thiết yếu trong việc hình thành và củng cố hoạt động của hệ thần kinh. Nói cách khác, vitamin B12 rất cần thiết để hình thành một em bé khỏe mạnh. Vitamin B12 phối hợp cùng với axit folic có thể giúp bào thai phát triển bình thường. Thiếu hụt vitamin B12 có thể khiến bé mắc phải bệnh ống thần kinh bị khuyết tật, rối loạn hệ tiêu hóa hoặc rối loạn thần kinh và gây mệt mỏi cho bà mẹ mang thai. Trên đây là 7 loại vitamin mà mẹ bầu cần bổ sung trong thai kỳ. Xin mời các mẹ hãy cùng theo dõi clip tiếp theo để cùng tìm hiểu thêm về những loại vitamin khác nhé.